Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 12 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra bão lũ tại Hưng Yên. Phát động vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra chống lũ lụt tại các địa phương. Đảm bảo an toàn đê bối và cuộc sống của người dân vùng bãi. Bảo đảm an toàn cụm di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Chuẩn bị thuốc, vật tư, nhân lực ứng phó lũ lụt. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đi cano trên sông Hồng để thị sát tình hình mưa lũ, thiệt hại về nông nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, việc hỗ trợ di dời người dân đến vùng an toàn và công tác phòng chống lũ trên địa bàn một số xã của huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Được biết, đến nay, Hưng Yên đã hỗ trợ di dời cho hơn 12.000 người dân ngoài đê đến nơi an toàn, kịp thời xử lý khắc phục có hiệu quả các sự cố trên tuyến đê, bối, bờ vùng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương sự vào cuộc quyết liệt trên tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, kịp thời ứng phó với bão lũ và rất có hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội của tỉnh Hưng Yên. Đánh giá cao ý thức của người dân trong chấp hành lệnh của chính quyền cũng như phối hợp tốt với chính quyền trong công tác phòng chống bão lụt. Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Hưng Yên tuy không có thiệt hại về người và hiện lũ ở thượng nguồn bắt đầu giảm, song không vì thế mà chủ quan lơ là. Tỉnh cần tiếp tục gia cố các điểm đê, bối sung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của người dân do bão lụt. Trước mắt, trong cái lúc mà lũ ở đỉnh cao như này, thì chúng ta tập trung cho cái việc sơ tán dân, bảo vệ cho dân, đảm bảo cuộc sống của người dân trong bão lũ. Còn sau lũ thì hàng loạt cái việc sẽ phải đặt ra, bao gồm cái việc là khắc phục những thiệt hại của bão lũ, thế rồi dọn vệ sinh, nhất là trường học, bệnh viện, thế rồi đảm bảo cái phòng chống dịch để không cho cái dịch bệnh tái phát, thế rồi cái đảm bảo cái nước sạch cho người dân. Thì còn chính phủ thì cũng trên cơ sở báo cáo của các địa phương thì cũng sẽ tăng cường các cái nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương để chuyển đến cho người dân khắc phục thiệt hại. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục bám sát tình hình mưa lũ, làm tốt hơn nữa việc di dời dân đến vùng an toàn trên tinh thần kiên quyết, có biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, căn cứ tình hình chỉ đạo các ngành giáo dục cho học sinh vùng ngập sâu nghỉ học đến khi nước rút, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là người yếu thế, người già, trẻ nhỏ. Trong lúc những cái dấu hiệu an toàn mà nó chưa rõ ràng ấy, thì bà con cô bác cũng tuân thủ yêu cầu sơ tán của chính quyền, chấp hành đầy đủ. Thế còn sau bão lũ thì chúng tôi cũng đi khắp các cánh đồng của Hưng Yên rồi, thiệt hại ở đây là rất lớn. Giữ gìn trước nhất, quan trọng nhất chính là tính mạng con người và sức khỏe con người. Còn thiệt hại về hoa màu, về lúa, về cây cối, nhà cửa thì chúng ta sau bão lũ thì chúng ta lại một lần nữa lực lượng vũ trang, thế rồi chính quyền lại hỗ trợ bà con là khắc phục cái điều đó. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà hỗ trợ các gia đình đang sinh sống ngoài đê của thành phố Hưng Yên được di dời về khu vực trường cao đẳng cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay,
tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Dự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, bị đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, trang trại bị thiệt hại nghiêm trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng của một số địa phương bị hư hại lớn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ, sẻ chia của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy cùng nhau chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tối thiểu một ngày lương. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân ủng hộ với mức cao nhất theo khả năng. Thời gian vận động từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Mọi sự ủng hộ gửi về Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Hưng Yên qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, địa chỉ đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, số tài khoản 102-119-6668 tại Vietcombank, phố Hiến, hoặc qua Quỹ Cứu trợ tỉnh, số tài khoản 3761-0900-3820-91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên. Tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền là trên 2,6 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu dự lễ phát động đã tham gia ủng hộ trực tiếp tại hội trường. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Cùng đi kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại cống Liên Khê, kè Hàm Tử, điểm thầm lậu mái đê xã Dạ Trạch, Khói Châu, điểm sạt mái đê xã Liên Nghĩa, công tác ứng phó với tình hình ngập úng tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Thực tế kiểm tra cho thấy nước ở sông Hồng đang rút, các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác ngăn chặn nước tràn vào đê, hỗ trợ nhân dân chuyển vật nuôi, tài sản, khu vực ngoài đê bị ngập nước đến nơi an toàn. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương tập trung công tác phòng chống lũ, khắc phục các điểm mạch sủi, sạt lở trên các tuyến đê, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Khi phát hiện sự cố, cần huy động lực lượng, vật tư, xử lý ngay theo phương án 4 tại chỗ. Đặc biệt, phải có phương án đảm bảo an toàn cho tuyến đê chính. Đồng chí đề nghị huyện Khói Châu và huyện Văn Giang phối hợp với các đoàn thể khẩn trương huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ, di dời người dân và tài sản trong vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến nơi an toàn. Thực hiện nghiêm túc công điện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm tuyệt đối không để xảy ra thương vong về người, làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo nơi ở, lương thực, thực phẩm cho người dân khi phải di dời. Khẩn trương rà soát các tuyến đê, kịp thời phát hiện các điểm sung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án để khắc phục tình trạng ngập úng. Đồng thời, đề xuất kiến nghị giải pháp để xử lý ngay những điểm sạt lở, ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà biểu dương lực lượng quân sự huyện Văn Giang đã nỗ lực không quản nguy hiểm khó khăn, ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân xã Phụng Công vận chuyển tài sản, vật nuôi từ vùng ngập sâu tới nơi an toàn. Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh với thông tin nước lũ tràn đê xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, đây là những thông tin không đúng sự thực. Hiện tại, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên và các địa phương bị ảnh hưởng của lũ vẫn đang tiếp tục vận động di dời dân, bảo vệ tài sản cũng như tăng cường phòng chống lũ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xã Tân Hưng có 3 trên 7 thôn ngoài bãi bị ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chỉ còn thôn Lê Lợi vẫn bị cô lập do tuyến đường độc đạo vào thôn vẫn bị ngập sâu gần 1 mét, dẫn đến việc di chuyển đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Trong các ngày mùng 10 và 11 tháng 9, chính quyền địa phương đã vận động và hỗ trợ các hộ di chuyển về nơi an toàn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Có 2 mẹ con mới có 1 cháu, thế thì di chuyển ngay từ sáng hôm qua.
ngập là cho cháu đi học xong là đón cháu thẳng về đấy. Thì ông bà mấy hai cháu nhà em thì chiều hôm qua thấy nước nó to quá thì di chuyển cho cháu mấy ông bà vào trong đê, các ban ngành cũng quan tâm cũng hỗ trợ giúp được một phần. Từ sáng nay ngày 12 tháng 9, nước lũ bắt đầu rút chậm, điện tạm thời bị cắt để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều nhu yếu phẩm như bánh, sữa, nước, cơm được mạnh thường quân các nơi hỗ trợ người dân để đảm bảo cuộc sống trong những ngày mưa lũ. Địa phương cũng đã di chuyển toàn bộ 700 con gia súc, chủ yếu là bò, lợn của người dân ba thôn ngoài bãi, vào trong đê, tập trung tại một số điểm an toàn. Bên cạnh đó, qua rà soát, toàn bộ hơn 4 km đê qua địa bàn có một vị trí cống qua đê trạm bơm Tân Hưng có nguy cơ nước thẩm thấu. Xã đã huy động lực lượng đắp gần 300 bao đất, hoành triệt, ngăn không cho nước ngấm vào trong đê, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống đê điều trong mưa lũ. Không có cái việc là tràn đê như là các cái trang mạng xã hội đã đưa tin. Chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ nhóm đội đi để đến thăm động viên các cái hộ gia đình còn lại mà đang ở cái chỗ cô lập. Quý vị thân mến, tôi đang có mặt tại thôn Kệ Châu 3 thuộc địa bàn xã Phú Cường. Lực lượng chức năng cũng như là chính quyền địa phương đã bố trí những cái xuồng nhỏ như thế này để mà vận chuyển bà con và những nhu yếu phẩm cần thiết để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong nhân dân. Nằm ngay sát đê bối Phú Cường, lại vào điểm nước sông Hồng lên cao, lo ngại an toàn cho con gái và ba cháu nhỏ, bà Hữu ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường đã chủ động gửi các cháu sang nhà người thân bên địa bàn xã Ngọc Thanh của huyện Kim Động từ trưa hôm qua. Tài sản trong nhà được chuyển lên vị trí cao hơn, đàn vật nuôi cũng được người dân tại đây chuẩn bị phương án di rời. Các cháu nhỏ mấy cả các con gái con trai dâu là nó không biết nội là mang sang bên xã Ngọc Thanh là từ 11 giờ trưa hôm qua. Thế còn bò bê các thứ tài sản thừng giúp tôi buộc sẵn sàng rồi. Nếu mà nước lên tôi sẽ dắt lên cái vùng cao mà bạt thì tôi chuẩn bị sẵn sàng. Các cháu nhỏ và người già thì đã di rời sang bên xã Ngọc Thanh về đàn lợn là có 20 con và đàn bò thì chúng tôi đã có phương án và để chuẩn bị di chuyển về những vị trí cao nhất. Xã Phú Cường có 2 trên 7 thôn là thôn Hồng Châu và Kệ Châu 2 bị ngập cục bộ do mưa lớn. Ngay từ trưa hôm qua, hơn 1.500 người đã được di rời tới nhà người thân tại các xã giáp danh trên địa bàn huyện Kim Động. Xã có 6 điểm xung yếu. Ngoài việc huy động toàn bộ lực lượng tại địa phương túc trực khắc phục sự cố đê, xã tiếp tục vận động tuyên truyền tới người dân tại khu vực nguy hiểm, chủ động di rời để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và vật lực hỗ trợ người dân trong công tác di rời. Trước mắt thì chúng tôi tập trung vào khắc phục các cái vùng có nguy cơ ở các cái điểm bối, huy động các lực lượng của địa phương thực hiện cái việc di rời nhân dân, ưu tiên những người cao tuổi rồi những đối tượng yếu thế và trẻ nhỏ. Ngoài ra, khoảng hơn 11.000 con gia súc như trâu bò, lợn cũng được người dân chủ động di chuyển đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn về tài sản khi có sự cố. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động ạ. Đây là khu dân cư nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng và hôm nay thì đã bước sang ngày thứ 3. Hơn 350 hộ dân của khu dân cư đã bị bao trùm bởi nước sông Hồng dâng cao như thế này ạ. Để đảm bảo cuộc sống của người dân thì huyện Kim Động cũng đã bố trí lực lượng công an, quân sự để hỗ trợ người dân trong công tác di rời, bảo vệ tài sản. Hiện tại thì có khoảng hơn 200 cháu học sinh đã được di chuyển sang bên xã Khai Thái để đảm bảo quá trình học tập. Huyện Kim Động phối hợp với nhà trường, chính quyền xã Khai Thái bố trí chỗ ăn ở an toàn cho các cháu. Hàng ngày, cấp ủy thôn bố trí lực lượng cùng cán bộ chiến sĩ thực hiện trực chốt tại các điểm dân cư hỗ trợ cấp phát lương thực thực phẩm và đưa người dân di chuyển bằng thuyền ra ngoài an toàn. Trong 2-3 ngày vừa qua thì cô lập hoàn toàn, thì hiện nay đối với thôn có hơn 2/3 hộ gia đình cao tầng thì cũng sắp xếp được cái số còn lại về những cái chỗ nhà cao tầng để là tránh lũ để đảm bảo an toàn. Cái mùi nước sông Hồng hiện tại là từ sáng đến giờ mới rút được khoảng 6 phân nước, nhưng mà cũng đã tuyên truyền cho bà con là đề phòng là nước ở trên thượng nguồn còn mưa nhiều, không chủ quan trong việc là phòng chống lũ. Tại huyện Văn Giang, để bảo vệ diện tích hoa, cây cảnh, cùng với việc túc trực, bảo vệ an toàn tuyến đê, các địa phương tập trung bảo vệ các bờ vùng để tránh nước xâm nhập.
Tại xã Thắng Lợi, những ngày qua và sáng ngày 12 tháng 9, công tác gia cố bờ vùng để tránh nước tràn vào gây ảnh hưởng đến gần 90 hectare cây cảnh được địa phương đặc biệt chú trọng. Ngay sau khi nhận thông tin trên tuyến đê tả sông Hồng qua địa bàn thôn Công Luận 1, thị trấn Văn Giang xảy ra hiện tượng có dấu hiệu mạch sủi, mạch đùn ở cả hai bên ngoài và trong đê, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng huyện phối hợp cùng với thị trấn Văn Giang ngay lập tức kiểm tra và khoanh vùng, túc trực và theo dõi. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng rà soát, kiểm tra toàn bộ khu vực trên để có phương án xử lý và đề phòng sự cố xảy ra. Đồng thời tăng cường kiểm tra các trọng điểm đê điều, tập trung khắc phục sự cố sạt trượt mái đê phía đồng tại đê tả sông Hồng thuộc địa bàn xã Liên Nghĩa. Đến 16 giờ chiều nay 12 tháng 9, tại khu vực thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, nơi đã phải di rời hơn 170 hộ dân do mưa lũ làm ngập, chia cắt hoàn toàn với vùng trong đê. Tất cả người già, trẻ em đã được di chuyển vào nơi an toàn với trên 526 nhân khẩu, còn một số hộ có thanh niên ở lại đảm bảo tài sản của gia đình. Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người ở lại trông coi tài sản. Thôn Đà Hòa là hiện nay là nước tràn ngập, cô lập toàn bộ dân trong cụm dân cư số 7. Gia đình tôi thì cũng có cụ già cũng đã di chuyển ra ngay ra khu vực trong đê để đến nơi an toàn. Thì còn một số dân ở lại để trông coi nhà cửa, đồ đạc, toàn bộ các hệ thống điện và nhân dân sinh hoạt rất là khó khăn. Đồ ăn thức uống thì các mạnh thường quân và các cấp đã cung cấp về đến tận các hộ dân. Mấy hôm bị mất nước thì hơi khó khăn. Bây giờ là cũng may là được các mạnh thường quân với lại ủy ban xã giúp đỡ thì là tiếp tế vào được một số đồ cần thiết rồi anh ạ. Mặc dù lượng nước đang rút, tuy nhiên khu vực này vẫn ngập sâu. Hiện người dân đang tập trung di chuyển diện tích cây cảnh chưa bị ngập úng lên trên mặt đê. Đã 3 ngày kể từ khi người thân được di chuyển từ thôn Thụy Dương, xã Thụy Lôi đến trường tiểu học xã Thụy Lôi ăn nghỉ tránh lũ, bà Vũ Thị Bình mới dành thời gian lên thăm được. Cuộc sống của những người cao tuổi tại đây đã thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Thế bây giờ là cũng ơn đảng với chính phủ, các bác đã quan tâm với các cụ già, cho các cụ lên đây ăn ở nuôi như này là chúng tôi yên tâm. Là một trong 180 người già có hoàn cảnh khó khăn, ông Tạ Văn Ngạn xúc động khi cuộc sống những ngày bão lũ nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đoàn thể. Thế thì hoàn cảnh chúng tôi lũ lụt, đảng và nhà nước quan tâm chúng tôi lên chỗ này là tốt lắm rồi. Được biết trong 3 ngày qua, chưa tính sự trợ giúp từ các mạnh thường quân, huyện Tiên Lữ đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách hàng trăm triệu đồng để triển khai các công trình cứu trợ. Trong đó, ngay trong ngày 12 tháng 9, lãnh đạo huyện Tiên Lữ đã tặng 26 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng cho 26 đối tượng người già và cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ triển khai phương án ứng cứu, huy động lực lượng cơ động về một số địa bàn dân cư giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, nhất là một số khu vực trọng điểm ngập lụt. Trong 2 ngày qua, lực lượng quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã huy động trên 3.000 lượt quân nhân thường trực và dân quân tự vệ tham gia công tác di dời nhân dân, tài sản và vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Xuân Quan, huyện Văn Giang di chuyển tài sản, cây cảnh nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Công an các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Phổ Cừ cũng huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân đắp đập chống tràn và di chuyển người dân và tài sản của nhân dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cụm di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến gồm 16 di tích nằm trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trước sức ảnh hưởng trong và sau cơn bão số 3 cũng như tình hình ngập lụt hiện tại, Ban quản lý di tích đã có những biện pháp để đảm bảo an toàn hiện trạng các di tích.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực Đền Mây thuộc khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đây là một di tích thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Và như quý vị và các bạn theo dõi thì đây ở đây thì đang có tình trạng ngập lụt rất là nặng. Tôi đang đứng ở trên khu vực cao thì mực nước cũng đã trên đầu gối rồi. Còn theo như là tình hình cập nhật được thì ở khu vực sâu nhất của đền thì mực nước đã lên từ 1m3 đến 1m5. Mặc dù tình trạng ngập lụt sâu, tuy nhiên toàn bộ đồ tế tự, thờ tự, các di vật quan trọng còn lại trong di tích vẫn được đảm bảo an toàn. Thì sau khi có thông báo của địa phương thì ban quản lý chúng tôi cũng đã phối hợp cho người kê cao các đồ thờ tự trong đền, trong di tích để không bị nước không bị ngập lên. Có thông báo mà nước tiếp tục dâng lên thì chúng tôi sẽ có biện pháp để di chuyển ra chỗ khác để cho tránh cái bị nước ngập vào đồ thờ tự ảnh hưởng đến di tích. Hai lần, cứ sáng ra xong là chiều ra, nếu mà trưa mà rồi rỗi không dọn dẹp ở nhà thì tôi lại nội ra, tôi mở cửa tôi vào. Thế nước ngập tôi còn nội đến cổ ở sân đền, tôi còn vào để tôi còn xem các đồ thờ xem nó có bị lật, bị ngập không. Thì tôi dọn, chúng tôi dọn hết lên trên cái cung hai rồi thì không bị đổ là gì nữa. Còn tại khu di tích đền Bà Chúa Kho, gió bão đã quật đổ gốc đa gần 20 năm tuổi khu vực vỉa hè trước cửa đền. Tuy nhiên chỉ khoảng 2 ngày sau, cây đã được ban quản lý di tích phối hợp cùng với công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên trồng lại vị trí cũ. Ngoài hai điểm di tích trên, các di tích còn lại đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ cơn bão, chủ yếu là tình trạng gãy, đổ cây, thấm rột. Tuy nhiên, do đã được ban quản lý lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng chống từ trước bão, nên tình trạng hư hại không quá nghiêm trọng. Những cái cơn mưa mà giảm bớt thì ban quản lý khu di tích cũng có những cái phương án cụ thể để tiến hành khắc phục cụ thể kịp thời, như là dọn dẹp, vệ sinh, rồi là chỉnh trang lại khuôn viên di tích để sẵn sàng đón tiếp khách. Cái thứ hai nữa là ban sẽ tiến hành xử lý những cái phần rột ở các mái, các cái công trình kiến trúc để đảm bảo an toàn cho các hiện vật đồ thờ tại di tích. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đơn vị có liên quan cùng với sự góp sức của người dân xung quanh, các di tích trong cụm di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến sẽ nhanh chóng được phục hồi nguyên trạng, sớm đón khách tới tham quan và chiêm bái. Thưa quý vị, tôi đang đứng trước cổng đền Đa Hòa, thờ Trừ Đồng Tử Tiên Dung, thuộc xã Bình Minh, huyện Bái Châu. Trước cổng đền đó chính là khu vực sông Hồng đang mênh mông nước, và do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua thì toàn bộ khu vực sân đền đã bị ngập nước khoảng 50cm, và đến thời điểm trưa nay thì nước vẫn chưa rút. Đền Đa Hòa tọa lạc sát bờ sông Hồng. Từ sáng hôm qua, khi nước sông lên cao khiến biển chỉ dẫn di tích, khu vực nhà bia, lối dẫn vào đền, cổng đền và sân đại tế của đền Đa Hòa bị ngập nước. Rất may, những hạng mục chính của ngôi đền không bị ngập nước, cho nên không ảnh hưởng đến các đồ thờ tự và tượng thờ trong đền. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 4 cây to trong đền Đa Hòa bị đổ. Trong đó có 2 cây đổ vào nhà Tả Vu và Hữu Vu làm xô mái ngói. Trong một vài ngày tới, khi mà nước sông rút đi, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các cái lực lượng để sẽ tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là các cái đồ thờ tự trong khuôn viên của di tích. Trong sáng ngày 12 tháng 9, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hòa đã đến kiểm tra và đề nghị chính quyền huyện Khoái Châu và xã Bình Minh theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện pháp phòng chống kịp thời, đặc biệt có phương án bảo vệ các đồ thờ tự, các hiện vật cổ và cây cổ thụ trong đền Đa Hòa, đồng thời tập trung lực lượng để dọn dẹp vệ sinh và khắc phục thiệt hại sau khi nước rút. Cơn bão lịch sử khiến nhiều tỉnh thành phía Bắc đang bị nhấn chìm trong mưa lũ. Trong đó, tỉnh Hưng Yên cũng đang phải căng mình phòng chống lụt. Tại các bệnh viện, lực lượng y tế vẫn túc trực cứu chữa người bệnh, người gặp nạn trong mưa lũ, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các phương án, thuốc, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng phục vụ nhân dân. Tại khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đã dự trữ hơn 300 mặt hàng thuốc, trong đó ưu tiên thuốc cấp cứu và các thuốc phòng chống dịch. Theo các bác sĩ, nếu lượng bệnh nhân tăng gấp 3 lần so với ngày thường, số thuốc vẫn đủ đáp ứng trong 2 tháng.
khoa vật tư y tế cũng đã chuẩn bị đủ hơn 150 vật tư trang thiết bị đủ phục vụ cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư y tế. Trong cái dịp bão lũ này thì phòng vật tư chúng tôi lấy cái số lượng vật tư là nhiều hơn bình thường, và hiện nay thì chúng tôi đã có dự trữ được các cái vật tư có thể sử dụng cho 3 tháng để phục vụ cho bệnh nhân. Phòng vật tư thiết bị y tế này thì nó có 2 tầng. Thế thì trường hợp mà xảy ra bão lũ thì chúng tôi sẽ di chuyển lên tầng 2. Nên cái việc cung ứng cho bệnh nhân là không bị gián đoạn. Các khoa lâm sàng tại bệnh viện đã có kế hoạch di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2, phân luồng theo từng khoa để đảm bảo công tác chăm sóc điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lên kế hoạch trực cấp cứu 24/24, duy trì thông tin liên lạc giữa các tuyến, sẵn sàng chi viện khi cần thiết. Còn tại bệnh viện Đa khoa Phú Lối, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, bệnh viện cũng đã cấp cứu thành công 2 ca bệnh nhân nặng là sản phụ sinh non ở thai tuần thứ 34 và thanh niên bị tai nạn giao thông đa chấn thương. 2 ca này nếu không được mổ kịp thời, tiên lượng khó lường. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối chúng tôi cũng xây dựng các kế hoạch để đảm bảo cái nhiệm vụ của mình cấp cứu khám chữa bệnh cho người bệnh trong cái thời kỳ mưa bão. Cụ thể thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, các phương tiện để làm sao đảm bảo quá trình cấp cứu khám chữa bệnh được diễn ra bình thường, cũng như là hạn chế tối đa cái việc phải chuyển người bệnh lên tuyến trung ương, vì hiện nay là việc vận chuyển người bệnh thì vô cùng khó khăn do cản trở về vấn đề giao thông. Thứ hai thì chúng tôi cũng đã xây dựng đội cấp cứu ngoại viện cũng như là phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn để khắc phục những cái hậu quả tại chỗ cũng như là hỗ trợ tuyến dưới. Bệnh viện Đa khoa Phú Lối, công tác khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện vẫn đảm bảo thông suốt, không có sự cố xảy ra. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và các trang thiết bị hạ tầng của bệnh viện. Tại huyện Phù Cừ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh đã trao 600 thùng mì tôm cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn huyện. Đặc biệt, người già đơn thân và trẻ em đang phải di rời tại xã Nguyên Hòa, Tống Chân. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện trong việc phòng chống bão lũ như chống tràn, rào cố đê và di rời các hộ dân tới nơi an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại về diện tích rau màu, cây ăn quả, đặc biệt vùng trồng vải trứng, vải lai chín sớm trên địa bàn huyện rất lớn. Đồng chí mong muốn chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác phòng chống bão lũ, đặc biệt hỗ trợ người dân xây sửa nhà và khắc phục hoa màu, cây cối khi nước rút. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao hỗ trợ 500 thùng mì tôm cho huyện Kim Động. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Kim Động chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa cũng như hoa màu vật nuôi. Đồng chí đề nghị lực lượng chức năng của huyện sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ của tỉnh phân bổ kịp thời tới đúng đối tượng để các hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thắm ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Chiều ngày 10 tháng 9, bà Thắm cùng với nhân dân trong thôn tập trung đắp đập bè bờ chống nước tràn qua sông Cửu An thì bị cột điện gãy đổ vào người. Bà Thắm bị chấn thương vùng đầu, được chính quyền và nhân dân cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng trao quà và hỗ trợ kinh phí cho nạn nhân. Ngày 12 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên đã tổ chức cấp phát 2 tấn gạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ cho nhân dân di rời trong vùng ngập lụt. Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phù Cừ đã phát 300 kg, Tiên Lữ phát 300 kg, Khoái Châu 400 kg, Kim Động 500 kg và thành phố Hưng Yên 500 kg. Các đơn vị đã tổ chức cấp phát tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Do ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt kéo dài, người dân ở một số địa phương đổ xô đi mua sắm đồ thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước khoáng, bánh mì, gây ra tình trạng khan hiếm hàng cục bộ. Tuy nhiên, tại Hưng Yên, nguồn cung thực phẩm, hàng hóa thiết yếu vẫn khá dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên toàn tỉnh. Khác với cảnh tấp nập khách đến mua hàng trong ngày 11 tháng 9, hôm nay, cửa hàng tạp hóa này ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên trở lại ổn định, thậm chí vắng khách hơn mọi khi. Hầu hết số hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước, mì tôm của cửa hàng đã được tiêu thụ hết.
tình trạng người dân tích trữ hàng khiến hàng khan hiếm và một vài nơi giá cả được đẩy lên cao so với ngày thường đã xảy ra. Bắt đầu từ trưa hôm qua mới đến tối hôm qua là bắt đầu mọi người mới quay ra là đi tích hàng, là mới dồn dập là mua ồ ạt. Còn hôm nay thì lại trở lại bình thường, cũng không có gì tăng giá cả. Bí đao mọi ngày thì chỉ có 10-12 nghìn ký, ngày hôm qua nó lên 27 rồi 28-30. Tại một số chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, nguồn cung thực phẩm hàng hóa thiết yếu trong những ngày vừa qua vẫn khá dồi dào, cơ bản đảm bảo để phục vụ nhu cầu của người dân. Song giá cả một số loại rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng nhẹ do việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn và do cơn bão số 3, tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục duy trì. Không ít người dân có nhu cầu mua lương thực thực phẩm nhiều hơn bình thường để hạn chế đi chợ nhiều lần. Tại một số trung tâm thương mại, siêu thị, nguồn cung thực phẩm tươi và hàng thiết yếu khá dồi dào, phong phú. Tôi thấy giá cả vẫn như mọi khi, chứ không thấy tăng cái gì hết. Vẫn thoải mái mua, chứ không phải là khan hiếm gì. Ai mà tăng giá, các ban ngành vào cuộc là người ta sẽ phạt. Nên là chính vì biết thế nên là có thì bán, không có thôi chứ không tăng giá. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Sở Công Thương đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu trên địa bàn căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và khả năng của đơn vị chủ động về nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa mưa bão. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.